Xin chào anh nha. Hôm nay em gửi cái con máy này cho khách hàng á, thì em test các cái cảm biến. Ở đây thì cũng hướng dẫn cho các bác làm sao để test được là những cái con máy lọc không khí thì nó có những cái cảm biến gì và cái cách test của nó như thế nào nhá. Thì bây giờ em sẽ bắt đầu này. Đầu tiên là các cái đèn hiển thị, thì đây là đèn báo bụi này, đèn báo mùi này, đèn báo bụi này, độ ẩm này. Đấy, đèn đăng báo. Thì đầu tiên cái đèn này nó nhấp nháy thì có nghĩa là cái trimmer nó không hoạt động. Đây, cái chữ này nó ghi chữ trimmer này. Trimmer nó không hoạt động thì đèn này nó nhấp nháy nhá. Trường hợp này là nó báo là chưa nhận màng. Đấy, chưa nhận màng lọc. Đấy. Thì bây giờ đầu tiên là em sẽ test cảm biến bụi này. Cảm biến bụi thì mình sẽ dùng một cái giấy. Sau đó mình dùng cái bật lửa này mình đốt nó lên. Kiểu như thế này. Đấy. Để đây là bụi mịn. Để cho nó hít vào. Thì như vậy cái đèn này nó đã báo đỏ lên và cái tốc độ nó đã tăng lên. Đèn báo đèn màu vàng. Cái này nó sẽ có hai màu, ba màu, màu đỏ, màu cam và màu xanh. Đèn màu xanh. Đấy là đèn báo bụi nhá. Tiếp theo này là đèn báo độ ẩm và cảm biến. Bây giờ độ ẩm bây giờ nó đang khoảng trên 50 đúng không? Bây giờ mình sẽ dùng cái máy sấy tóc này. Mình sấy tóc này, tất nhiên là nó sẽ tương ứng với cả cái máy đo độ ẩm rồi. Nhưng mà bây giờ thì mình test. Đây là mình sẽ đây, tháo ra thì chỗ này nó có cảm biến an toàn này. Thì tháo ra nó phải ngắt này. Nó phải ngắt. Đấy, đây là cảm biến an toàn. Rồi, thì ở chỗ này nó có đèn cảm biến. Đây là cảm biến mùi này, đây là cảm biến độ ẩm này. Nên mình dùng cái này thì nó vào chỗ này để cho cái cảm biến độ ẩm này nó thẳng xuống. Rồi, được thế. Để xem nó giảm xuống không. Đấy, để biết được này. Đấy, nó tụt xuống còn có 30 này, 35% này. Đấy nhá. Thế còn bây giờ là cái cảm biến tiếng mở ra để xem là cái nguồn nước là các cảm biến về nước nó có chạy hay không nữa đúng không? Đây mở ra này. Đấy, sẽ test chi tiết cho các bác xem nhá. Thì để mà giả lập xem là cái này thì các bác chọc cái que nó vào đây. Đấy, chọc cái này vào đây để cái con cảm biến này nó vẫn chạy được. Đấy. Thì ở đây thì mình mở cái màng này nhá. Rồi. Cảm biến đây là một con cảm biến nhận màng này. Thì cái các bác bật này chạm này vào thì cái đèn này nó không nhấp nháy nữa này, các bác thấy không? Thì bây giờ cái điện áp cao ở chỗ này nó đã chạy rồi này. Điện áp trên này là 6000V nó đang chạy, nên là các bác đã thấy. Thì đây mình sẽ nhét cái bật lửa vào đây. Mình cũng nhét lại cái gì vào đấy vào đây để cho nó đây. Mình lấy cái gì đó mình giả lập đây là cái màng. Đấy. Cái đèn này nó sẽ dừng nhấp nháy. Thì lúc này cái màng nó đã chạy này. Thế bây giờ mình làm sao mà để bật guồng lên để cho cái guồng này nó chạy đúng không? Cái guồng nước này nó chạy này. Bây giờ muốn cái guồng nước này nó chạy thì ở trong này nó có cái đây em để cái này đây nhá. Đấy. Cái này cực kỳ chi tiết nhá. Để các bác để ý sao test nó hỏng hay không hỏng. Cái này nó có cái nó có một cái phao nước thì các bác ấn nó xuống thì để nó nổi lên hoặc là các bác cho nước vào đây cũng được. Ở nhà các bác cho nước mà. Còn ở đây em test thì em sẽ dùng cái này em giả lập thì nước nó có nước. Có nước thì phao nó nổi lên thế thôi. Đơn giản thế. Rồi. Bây giờ em sẽ bật buồng lên này. Thì về nguyên tắc thì là cái màng buồng này nó chạy khi mà cái độ ẩm nó dưới 70%. Đấy, nó chạy rồi này. Các thấy không? Anh nhìn thấy nó chạy chưa? Để zoom vào đây nhé. Không biết zoom lên kiểu gì. Đây, nó đang chạy này. Đấy, các bác thấy không? Nó chạy này. Đấy, nó chạy đấy. Đấy. Anh nhìn rõ không? Nó chạy chậm lắm.
thì đấy nào, những cái cảm biến các bác xịt vào đây này. Thì sẽ phải cắt tụt ra. Nó xuống được hết rồi. Xịt như thế nó xuống đi khá nhiều rồi. Đấy, cắt tụt xuống. Các bác thấy không? Xịt ra cảm biến này nó nếu mà phòng nhà bác có mùi thì nó không ra. Có những cái hợp chất dễ bay hơi ấy, thì nó cũng lên màu này. Đấy, thì để test được cái này ấy, thì các bác chỉ việc xịt cái nước hoa thôi. Xịt cái nước hoa ra phòng là bắt đầu nó đỏ mà luôn. Ở đây em hết chút hết cái tinh dầu rồi. Tinh dầu nước hoa nó xả ra. Còn thì em đã xịt đây nhưng mà nó vẫn có màu này. Đấy, về các bạn cảm biến thì hết rồi. Chỉ có tương đấy cảm biến thôi. Đấy, thì là em test để cho các bác biết là thấy nó chạy này. Là cách test một con máy nó như thế nào đấy nhá. Rồi qua đây thì cũng chia sẻ với các bác cái video để test máy để các bác biết được ở nhà các bác tự test máy, mua máy về thì tự biết cách test nhá. Còn ở đây thì là còn một con cảm biến nữa, đó là cảm biến nghiêng. Thì cái này thường này nó sẽ không hỏng, nghiêng phát nó phải dừng. Nó phải dừng đấy, nó phải tự dừng. Hai đèn đỏ này nó nhấp nháy đấy, đấy là cảm biến nghiêng để nó báo nó dừng. Ở đằng này thì em đã việt hóa hết tất cả rồi, đây đó tiếng Việt hết, khá là dễ sử dụng. Rồi thì khi mà lên đèn đỏ này các bác chỉ việc bấm nút nguồn thôi là nó lại tiếp tục nó chậm rồi. Vậy hết rồi. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em nhé. Xin chào các bác.